Hello mọi người ơi, đây vợ chồng đang chuẩn bị đi ra ngoài câu cá này, ở gì câu cua. Hôm nay chương trình là dẫn mấy đứa nhỏ nhỏ đó đi câu cua nha bà con. Đó, về lại Na Uy rồi nha bà con. Đó, đường của là biết của nhà mình nó kẹt hết luôn, tại vì khu mình du lịch mà. Trước tiên cho Thảo gửi lời chào chân thành tới tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và đầy đủ sức khỏe. Và bây giờ mời gia đình lớn của mình cùng đi tham quan phong cảnh hữu tình ở cái vùng mà Thảo đang ở, cũng là một cái vùng du lịch rất là nổi tiếng. Mời tất cả nhà cùng tham quan nào. Vùng của Thảo là một cái vùng ở xung quanh đều là biển và núi nha mọi người. Và trồng nông nghiệp, khu của Thảo thì rất là nổi tiếng vì dâu, dâu của vùng của Thảo thì rất là ngọt và ngon, rất là nổi tiếng. Và xung quanh vùng của Thảo thì nó bao gồm những đồi núi chập trùng, những tảng đá rất là to và bự. Và nổi tiếng nhất là đá hoa cương. Những người Trung Quốc người ta hay qua bên Thảo để nhập đá hoa cương về lại Trung Quốc. Và khu của Thảo là một trong những khu nổi tiếng du lịch nổi tiếng ở ở Na Uy nha mọi người. Và ngay chỗ của Thảo ở thì nó bao bọc toàn là biển. Và ở mình ở vùng biển thì có những cái đặc sản như sau, giống như cua. Thì cua của Thảo là cua đá. Còn hôm nay Thảo sẽ dẫn gia đình đi câu cua nhỏ thôi. Và nó sẽ có hào. Thì hào là cũng là trong những cái đặc sản. Hào của vùng Thảo là kêu hào sữa đó mọi người. Nó rất là to và rất là bự và thịt không luôn. Để bữa nào Thảo sẽ dẫn mọi người đi bắt hào. Nhưng hôm nay mình sẽ không đề cập tới. Thì trong khi đó có hào và cua. Thì nó còn có ốc dò voi. Nhưng ốc dò voi không được nhỏ, không được to lắm. Nhưng nó cũng là trong những cái đặc sản nha mọi người. Thì đây nó còn có cá. Cá cũng rất là nhiều luôn, giống như mọi người đã coi. Thảo quay những cái clip câu những cái con cá rô, những con cá kêu là cá mú biển. Thì mọi người cũng biết được là cái vùng của Thảo thật là nhiều cá rồi. Tại vì Thảo chỉ thích cái con cá thôi, chứ ngoài ra nó có cá hồi nè. Nó có cá tuyết nè. Nó có rất là nhiều loại luôn. Nhưng mà đa số thì Thảo chỉ thích ăn cái loại cá mú biển đó thôi. Và đây là đại gia đình của nhà Thảo. Gia đình của Thảo thì rất là nhiều người. Nếu mà tổng cộng lại thì có thể là lên hơn 30 người. Nhưng hiện tại hôm nay thì tổng cộng nội quy ở trong đây thì khoảng 12 tới 13 người. Đó. Thì từ cháu cho tới em thì tất cả gia đình của Thảo thì đều ở Oslo, ở thủ đô. Và bây giờ là đang là dịp mùa hè. Thì cho nên là cả gia đình cũng đều đổ về vùng của Thảo để du lịch. Tại vì vùng của Thảo là một trong những thắng cảnh và du lịch nổi tiếng. Cho nên gia đình ùa về đây chơi chung. Thì trong nhân cái dịp đó thì gia đình của mình cũng đóng cửa tiệm, nghỉ ngơi để cùng hòa nhập với thiên nhiên cũng như đi chơi với cùng gia đình để hưởng thụ cuộc sống nha mọi người. Đó. Và mọi người thấy không, mấy đây là những cái cây trái sơ ri dại mọc ở bên đường rất là nhiều luôn. Cho nên nhưng mà có cây thì nó sẽ chát và đắng, có cây thì nó sẽ chua, nhưng cái cây này thì ngọt. Cho nên gia đình của Thảo mấy đứa em rồi cũng tập trung lại hái ăn, thì cũng là một cái sự kiểu là giải trí. Mọi người thấy không, nó đu lại hái ăn rất là vui luôn. Đó, trái này thì nó chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Và đây là trên đường mình đi thì nó sẽ có những cái đồng lúa mì bát ngát, và hai bên đường thì nó sẽ là cây và nhà nghỉ mát của những người dân mà ta ở vùng khác, người ta tới đây người ta mua đó mọi người. Ta mua mấy cái nhà nghỉ mát rồi tới mùa hè ta tới ta nghỉ mát. Và đây là khung cảnh rất là hữu tình, có đá. Và khi mình đi qua đó mọi người thấy cái cầu không, rất là duyên dáng.
cầu rất là xinh xắn đó, mọi người thấy một cái phong cảnh rất là sông nước, phong cảnh phải nói đẹp, phải nói không có lời diễn tả. Hôm nay trời rất là đẹp nha mọi người, ấm. Hôm nay tháng 7 mà, muốn giữa tháng 7 cho nên rất là đẹp luôn. Cho nên là thiên nhiên là một cái sự tạo hóa rất là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa của mình đó, khi mình thấy những cái cảnh vật như thế này. Và trên cái đoạn đường, cái cầu này mình sẽ câu cua, rất là nhiều cua. Và lát nữa mọi người sẽ thấy rất là nhiều ốc, nhưng mình sẽ không bắt ở đây. Tại vì ốc ở đây á, nó không có được sạch, tại vì cái bãi này là bãi cát. Thì cho nên là khi ốc á, mà nó nằm ở bãi cát á, thì nó sẽ bị dính vô, bị nó ăn cát vô thì rất là dơ, không có ngon nha mọi người. Mọi người thấy đẹp đấy không? Đó. Và hôm nay mình sẽ dẫn gia đình đi câu cua và mần cua tại bãi bờ biển để đem về nhà đỡ phải dơ nhà. Và sẽ nấu bún riêu cua và cũng sẽ làm một cái buổi tiệc nho nhỏ cho mấy đứa nhỏ. Đây là những tảng đá, mọi người thấy đá này không? Nó không phải đá thường đâu, nó là đá hoa cương đó. Dùng của thảo là tất cả đều là hoa cương. Nhưng nếu mình muốn khai thác thì phải xin giấy phép. Đó, mọi người thấy không? Bãi đá rất là tuyệt vời luôn. Đó, gia đình mình sẽ ngồi đi chơi. Và lát nữa những đứa em bé của mình á, thì sẽ đi câu cua. Và mọi người thấy đây là xôi đậu đen Thảo làm và cơm chiên Thảo làm. Ở nhà cầm theo ăn cho đỡ đói. Sáng trước khi đi cũng đã ăn rồi, nhưng mà đi ra ngoài đây thì chơi, vận động nhiều thì mình phải sẽ đói nữa và ăn tiếp. Mọi người thấy nè, đây là quân sĩ của nhà mình. Quân sĩ, nguyên một dàn quân sĩ với nó khủng khiếp. Đó, mọi người thấy chưa? Để câu cua. Đó, kêu là câu cua cơm gạo đó bà con. Kinh không? Đó. Thì hiện tại bây giờ thì Thảo đã đi chơi ở bên Thụy Điển và Đan Mạch về được ngày hôm qua và hôm nay. Thì có những cái clip mà Thảo đi chơi Thảo chưa up lên, thì Thảo sẽ up sau nha mọi người. Bây giờ Thảo up trước để cho mọi người thấy mùa hè ở bên mình. Chuột biết không, bữa chai ra có 15 phút nữa show chuột. Tại vì chưa có ai ra. Trời ơi, ngay đây nó cũng mới ra, ù nùi nùi luôn nè. To đùng luôn nè. To lắm. Mọi người thấy chưa? Xe to lắm. Đó, mọi người thấy cua bự không? Đó, ô. Ông qua đây nè. Ôi, bự. À, đây con to nè. Đó. Thôi. Qua đây nè. Ừ, rồi, mà Thảo thấy, mà mẹ Thảo thấy rồi, chờ nha, đó. Con bự nó ngay đi. Bữa nào tao đỏ, nó ra, nó chuột, nó ra mấy con luôn, chuột. Ừ, nhỏ mà. Không, có con bự luôn, có con bự luôn. Con bự nó mất tiêu rồi. Nó trốn luôn. Ủa, con cua bự của Nam, con thông đi nha, còn nóng quá nó xuống nó bơi rồi. Bây giờ mình này, mình nghiên cứu tới mấy chị cá nhái nè, đó mặc quần áo không, mặc đồ bơi rồi ghê lắm rồi, cá nhái lên bờ. Cậu vô rồi, ui giỏi quá. Iris giỏi quá. Ý thôi sao giờ? Thấy nó bự quá mà không bắt uổng. Ở đây bự nè, ở đây bự ngon nè. À thấy không? Thôi vậy lát thử bắt đi, thử bắt. Để lát bắt thử đi. Trời ơi con cua đó em hai cái nhìn nhau cái video lại à. Ui da, trời ơi Iris giỏi quá vậy ta, trời ơi con gái giỏi nè. Của anh Bảo mà, Bảo kia mà. Rồi thả vô đây con, rồi thả vô đây. Thả cua vô mọi người ơi. Con to lắm. Ồ, ở dưới cây em nhiều lắm luôn á Thảo, đang bò lại. Ở cua này á, nhiều con cua to lắm, bò qua bò lại lấy rồi. Đó, nó tới rồi cả Thảo bự luôn á Thảo ơi. Đó, nó đang lại đó bạn. Nó cứ rớt xuống, rớt lên rồi. Để chưa? Đó rồi, bự nè. Trời ơi, con càng xanh lè luôn.
mà giờ lấy làm sao nó không rớt được cái con ở trong kia của mình nữa. Rồi, em phải lấy đâu ai được. Thôi đó, bây giờ với con sợ là hai ba con luôn, nó đang sẵn còn con bự mút dưới luôn, kéo kéo xích lên, kéo kéo xích lên đó đó. Ồ, chị Thảo có cái lờ, chị Thảo có cái giật. Ê, nó chạy, nó chạy, nó chạy đó. Ồ, chạy mất rồi. Đâu, không một con to rồi, còn được một con to, con to nó rùng rùng luôn bà con ơi. Dơ cái đó xích lên dây nè, dơ đây là không, đây chị Hai nè. Hai đây, đây đây bà con ơi, dơ lên đây phan nha, phan nha. Ồ, đây là cua to đang bò ra này, thấy không? Ờ đúng rồi, của bác Hai. Ê, bảo khiên cái thùng cua lại đây chị Hai bảo. Khoan nha Thảo, còn hai ba con nha Thảo nè, chị Hai đựng con bự nè bà con, con bự nè bà con. Con yên tâm ở đây nó còn. Con bự luôn. Sẽ bỏ nha mọi người. À, giữa bãi biển mà có một hoàng tử ngủ rồi không, còn thả trái tim nữa thì ghê quá. Ấy rồi ngủ mà có tướng nè bà con, bà con thấy ghê chưa, rồi ôi tướng ngủ độc chưa. Anh đi đâu du lịch về quê em du lịch đúng không, nói quê em du lịch này, nói công chúa nhà em đang đi bắt ốc nè, coi chừng té xuống đó đó chị ấy ơi. Anh mê cái tướng đi giữa bãi biển nè, na đang đứng, đang đi giữa bãi biển đi. Đúng từ cua biển đó. Trời xô nè bà Hồng thấy, bà con thấy không, bây giờ nè ở đằng kia đó thì đại đội con cua. Đầu này thì tao thấy mà, tao thấy mà, rồi không sao đâu. Chẳng nghe tiếng chạng mà. Tao biết mà, rồi mày cứ đi im nó đi. Nhà này bây giờ hiếm hôi lắm. Hiếm hôi lắm, có gì nấy cậu khô. Chết kêu hắt luôn. Hả, không có sao đâu, trời ơi, tăng nít ta chơi cái gì đâu. Nó chỗ nó bắt đây này nè. Nó ớt. Con cũng bắt cái gì đó ra không nè nè. Hiện trường mừng cua tại bãi biển. Ôi trời ơi. Trời nó kẹp rồi, nó kẹp rồi. Trời ơi, gỡ không ra. Không sao, không có sao, không có đau. Nó có lấy cái càng ra rồi, không có sao. Nè, quay nè. Coi nè, coi nè, trời ơi, giờ nó cắn nè. Trời ơi, cảnh này cũng đẹp ghê không bà con, coi cảnh này đẹp ghê chưa. Nó xúc cái cua mua rồi, nó trời cảnh này đẹp ta, biết tại sao đẹp không? Tại vì nó có nhờ được cái ánh mây nè. Ngay cái mặt đường này đẹp luôn nè bà con. Ngay mặt đường này đẹp luôn. Chàng ơi, ngồi bắt cua, mần cua mà nó được cảnh đẹp như thế này này. Mọi người thấy sao? Ừ, đẹp dễ sợ luôn. Cảnh này đẹp dữ lắm luôn nè. Thí dụ người ta ngồi ta phơi nắng, người ta ngồi nắm biển với anh này nè. Đó, anh này nè. Đó, đâu nó khác nè. Đấy, ghê chưa? Chàng ơi, có cà. Trời ơi, ở đâu vậy? Ở đâu mà ra vậy? Để anh chụp cho anh tắm. Chàng ơi, đây cũng đẹp quá chừng nè. Đó. Ơi, hai ngày nữa là có YouTube để bà con coi nè. Cái này hai ngày nữa mới đăng, còn tại vì còn nhiều bài. Nãy là một phát. Ủa sao? Nãy giờ mình làm được mấy bịch rồi? À, có một bịch, ủa, có bịch gì hả? Tại hồi nãy là giờ là có một thùng mới lấy một thùng mà, giờ lấy thùng thứ hai nè. À. Đâu có thò cua đâu mà. Ồ. Trời ơi, cua của chị Kim bò ra ngoài đường rồi. Để không, nó chết rồi. Không sao á. Giờ bẻ chút thôi. Nó mất cái mũi. Đấy ghê không? Đó, đưa xô không? Đó. Lấy xô có nè.
Thấy ghê chưa? Ôi, trời ơi, Phan kia. Đó, đưa xô này lấy xô kia thấy ớt không? Rồi đi cung cấp xong rồi đó, thấy ghê không? Ghê chưa? Ai phơi nắng luôn bà con, giờ hết phắn nắng rồi giờ phơi gió. Chơi với vợ mày đặng mày ơi, giờ là mày mới phát hiện gái mày đâu. Ok không? Lấy không? Thay cái kèm nữa ha. Hả? Mới thay cái kèm nữa, ok không? Chuẩn bị tiệc nha bà con. Đó. Cái nhà lá vườn có gì chơi đó. Hình như cái ghế dâu này là còn luôn nha. Không, trai có luôn á chỗ. Và video của Thảo đã kết thúc tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với đại gia đình của Thảo hôm nay. Chúc mọi người có đầy đủ sức khỏe. Và mọi người nhớ like và share cho mình nha. Và bình luận nữa để mình có động lực đi làm video tiếp theo. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye mọi người.